năm thứ 13, khán giả đã được chứng kiến 208 lần khởi động của các thí sinh với 2.129 câu hỏi. Người giành được số điểm cao nhất của phần thi khởi động năm nay là bạn Bùi Anh Kiệt, đến từ trung học phổ thông Kon Tum, tỉnh Kon Tum và cũng là người duy nhất giành được số điểm 100 trong năm thứ 13. Có 5 bạn giành được 90 điểm trong phần thi này, đó là Hồ Vũ Minh Điền đến từ trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Triều Dương đến từ trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Huỳnh Nguyễn Hoài Bão trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, Nguyễn Thị Hường trung học phổ thông Bình Sơn, Vĩnh Phúc và Bùi Thị Thúy Anh trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra có 9 thí sinh giành được 80 điểm và 18 thí sinh kết thúc phần thi khởi động với số điểm 70. Cả 4 thí sinh tham dự cuộc thi chung kết năm nay đều từng giành số điểm khá cao trong phần thi khởi động. Đào Nguyễn Thạnh Hưng với 80 điểm, Văn Nam 70 điểm, Hoàng Sơn và Thế Anh cũng đã từng đạt được số điểm là 60. Còn bây giờ, họ đã sẵn sàng để bước vào phần thi đầu tiên của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13. Chúng ta hãy cùng đón xem. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 thêm một lần nữa lại chứng minh những chướng ngại vật của chương trình chưa bao giờ là đủ khó để ngăn cản bước chân của các thí sinh. Có 3 thí sinh đã giành được 100 điểm trong phần thi vượt chướng ngại vật, đó là Nguyễn Thị Ngọc Diệp đến từ trường Trung học phổ thông Việt Yên số 1 Bắc Giang, Bùi Kim Anh đến từ trường Trung học phổ thông Dân lập Lương Thế Vinh Hà Nội và Trương Kiều Trinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai. 49 trên tổng số 52 chướng ngại vật của chương trình đã bị các nhà leo núi chinh phục. 28 người giành được 80 điểm sau khi chướng ngại vật chỉ mới hé lộ một hoặc hai từ khóa. 17 người vượt qua chướng ngại vật với 40 điểm và 4 người giành được 20 điểm sau khi đoán đúng từ chìa khóa của phần thi này. Trong số 4 nhà leo núi tham gia vào cuộc thi chung kết năm nay, Hoàng Thế Anh đã từng vượt qua 3 chướng ngại vật và cùng giành được số điểm 80. Nguyễn Văn Nam đã từng 2 lần giải được từ khóa của phần thi này. Vũ Hoàng Sơn cũng đã một lần là người chiến thắng trong phần thi vượt chướng ngại vật. Trong khi đó, Đào Nguyễn Thạnh Hưng có vẻ vẫn chưa có duyên với chướng ngại vật của chương trình. Lần thứ 4 đến với phần thi này, cả 4 thí sinh đều đã có thừa kinh nghiệm. Điều quan trọng chỉ còn là ai nhanh nhạy hơn mà thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người lật mở được chướng ngại vật ngày hôm nay. Quyết đoán, nhanh tay, nhanh mắt là những yếu tố cần thiết để các thí sinh vượt qua phần thi vô cùng quan trọng, phần thi tăng tốc. 6 thí sinh đã giành được số điểm 150 tại phần thi này, đó là Vũ Xuân Hòa đến từ trường Trung học phổ thông Kim Sơn A Ninh Bình, Đoàn Duy Tùng đến từ trường Trung học phổ thông Trung Văn An Thái Nguyên, Bùi Anh Kiệt đến từ trường Trung học phổ thông Kon Tum tỉnh Kon Tum, Phạm Triều Dương đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình tỉnh Thái Bình, Trần Quốc Tiến Dũng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế và Lê Hoàng Vinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre tỉnh Bến Tre. Ngoài ra có 9 thí sinh giành được 140 điểm, 5 người giành được 130 điểm và 10 thí sinh giành được 120 điểm. Số điểm cao nhất mà bạn Thế Anh từng giành được trong phần thi này là 70 điểm. 140 điểm là số điểm mà Hoàng Sơn và Thạnh Hưng giành được sau phần thi tăng tốc, trong khi đó Văn Nam từng giành được 100 điểm. Tính đến thời điểm này, chưa thí sinh nào của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 giành được số điểm tối đa 160 điểm của phần thi này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi điều đó trong phần thi tăng tốc diễn ra ngay sau đây. Sự nhạy bén, tự tin và chiến thuật là những hành trang các thí sinh cần có nếu muốn giành được điểm số cao trong phần thi về đích. Gói câu hỏi 60 điểm vẫn là sự lựa chọn số 1 của các thí sinh tham dự đường lên đỉnh Olympia năm nay với 79 lần lựa chọn. Gói câu hỏi 40 điểm với 70 lần được lựa chọn và 59 là số lần các nhà leo núi đã quyết định chọn gói câu hỏi 80 điểm. Trong năm thứ 13, ngôi sao hy vọng cũng được các thí sinh khá ưa chuộng với 111 lần được sử dụng. Với 49 lần sử dụng thành công, ngôi sao hy vọng đã mang lại tổng cộng 1.490 điểm cho các thí sinh. Tuy nhiên, ngôi sao hy vọng cũng cướp đi của các thí sinh 1.380 điểm khi họ sử dụng cơ hội của mình không hiệu quả. Người thành công nhất của phần thi về đích là bạn Huỳnh Nguyễn Hoài Bão đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ với việc giành được 130 điểm trong phần thi này. 125 điểm là số điểm mà bạn Kiều Quang Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa giành được. Có một thí sinh giành được 110 điểm trong phần thi về đích, đó là bạn Lê Cương đến từ trường Trung học phổ thông Quảng Xương 2 Thanh Hóa và một thí sinh giành được 105 điểm trong phần thi này là bạn Nguyễn Minh Hoàng Anh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Hà Nội. Có một thí sinh giành được 100 điểm trong phần thi về đích, đó là Đào Nguyễn Thạnh Hưng đến từ trường phổ thông Năng Khiếu thành phố Hồ Chí Minh, người sẽ tham dự cuộc thi ngày hôm nay. 3 thí sinh còn lại, bạn Hoàng Thế Anh 50 điểm, bạn Vũ Hoàng Sơn 80 điểm và bạn Nguyễn Văn Nam 90 điểm. Liệu những thí sinh của chúng ta hôm nay có vượt qua được số điểm mà họ đã giành được trong các cuộc thi trước hay không? Và quan trọng hơn, ai sẽ trở thành nhà tân vô địch của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13? Chúng ta sẽ biết được ngay sau phần thi này.